chọn với nhiều nghệ đến từ bác sĩ người Campuchia. Tiếp tục là những tình huống ok, hai bác sĩ đang ok và Trương Cao Minh Phát đang niềm hy vọng vàng của quân cơ mày Việt Nam, Trương Cao Minh Phát và võ sĩ nước chủ nhà Campuchia. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu vô cùng kịch tính bởi hai võ sĩ đều được đánh giá rất cao trong hạng cân của mình. Một trận đấu bắt đầu. Võ sĩ Trương Cao Minh Phát của Việt Nam là võ sĩ ở trong trang phục màu xanh và võ sĩ nước chủ nhà là võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Cú đạp chính xác của Trương Cao Minh Phát. Ngay lập tức võ sĩ Campuchia trả lời bằng một cú đạp cũng vô cùng chính xác. Một cú đạp chính xác của nữ của võ sĩ Campuchia. Cú đấm tay sau chính xác của võ sĩ Campuchia. Cú đá của Trương Cao Minh Phát. Liên tục là những series đòn đấm của võ sĩ người Campuchia đưa ra về phía Trương Cao Minh Phát. Một tổ hợp đấm vô cùng đẹp mắt của võ sĩ Campuchia. Hay là tung Trương Cao Minh Phát ôm kì và đang hai võ sĩ đang lên gối nhau. Người tung ra được nhiều đấm nhiều hơn là võ sĩ người Campuchia. Trương Cao Minh Phát vẫn chưa đưa ra được một cú gối nào. Cú đấm phang ống của Trương Cao Minh Phát. Thêm cú đá nữa thì võ sĩ người Campuchia đã né được. Tình huống trò vô cùng chính xác của võ sĩ Campuchia. Ngay lập tức Trương Cao Minh Phát trả lại vào một cú đá. Cú đá của võ sĩ người Cam. Trương Cao Minh Phát đang phải tăng tốc độ trận đấu vì anh đang phải đối đầu với một võ sĩ có thể trạng cao hơn mình, giải chân giải tay cũng là dài hơn. Liên tục là những tổ hợp tay chân của võ sĩ người Campuchia. Trương Cao Minh Phát trả ngay bằng một cú đấm tay sau hoặc cú đá. Trận đấu đang hết sức cân bằng thì hai võ sĩ liên tục đưa ra những đánh về phía đối phương. Những cú đấm của võ sĩ người Campuchia nhưng không lọt găng của Trương Cao Minh Phát. Cú gối và cú đạp chính xác của võ sĩ người Campuchia đi thẳng vào vùng giáp của Trương Cao Minh Phát. Tiếp tục là những tình huống tì đè và lên gối của hai võ sĩ. Hai võ sĩ đang tích cực đưa những đòn gối về nhau. Trọng tài đã phải can thiệp để trận đấu hấp dẫn hơn.
đá của Minh Phát. Thêm một đá nữa. Cú gối của võ sĩ người Cam vẫn là rất tốt khi len lỏi vào vùng bụng của chiếc cao Minh Phát nhờ có sải chân dài hơn, nên những cú gối của võ sĩ người Cam là rất gọn gàng. Liên tục là những đòn gối được võ sĩ người Cam đưa ra, ngay lập tức chiếc cao Minh Phát đáp trả bằng những đòn gối. Võ sĩ đang tích cực lên gối, và với thể hình vượt trội của mình thì võ sĩ người Cam đang là người có lợi thế. Chiếc cao Minh Phát phải tích cực áp sát và tấn công võ sĩ người Cam. Hiệp một của trận đấu kết thúc. Chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với trận đấu ở cân 63kg nội dung cung cấp này giữa võ sĩ Trương Cao Minh Phát của Việt Nam và võ sĩ nước từ Campuchia. Ngay sau khi thua cuộc ở hiệp thi đấu thứ nhất, Trương Cao Minh Phát đã lao vào và tấn công đối phương dồn dập để mong lấy lại lợi thế ở hiệp thi đấu thứ hai. Tức sải tay dài của võ sĩ Campuchia đã trả bằng cú đấm bằng ống của Minh Phát. Thêm cú đá nữa của Minh Phát, tức là hai cú đá chính xác vào vùng mặt của Minh Phát đến từ võ sĩ người Campuchia. Ngay lập tức Minh Phát trả lại ngay vào một đòn đấm chính xác. Cú này trước của Minh Phát, gối của Minh Phát, gối của võ sĩ Campuchia. Hai võ sĩ đang tỉ đè và người dân chiếm lợi thế là võ sĩ người Campuchia. Thêm cú đá nữa của Trương Cao Minh Phát, cú đạp chính xác của Trương Cao Minh Phát. Hai võ sĩ tiếp tục ôm ghì và những đòn gối của võ sĩ người Campuchia vô cùng hiệu quả. Tình huống lấy gối tì đè của võ sĩ người Campuchia thể hiện kỹ thuật tốt của võ sĩ người Campuchia. Trương Cao Minh Phát đã có những lời phản nàn với trọng tài về cái quần của mình đang bị tụt. Trọng tài đã giúp Trương Cao Minh Phát kéo lại quần và trận đấu được tiếp tục. Tiếng nhạc lại nổi lên. Cú đạp của võ sĩ người Campuchia, tiếp tục là những đòn đấm vào trò của võ sĩ người Campuchia nhưng Trương Cao Minh Phát đã né được. Cú đấm của Trương Cao Minh Phát ngay lập tức phải trả giá bằng cú đá của võ sĩ người Campuchia. Cú đạp chính xác của Trương Cao Minh Phát. Cú đấm của Trương Cao Minh Phát ngay lập tức có những đòn gối, đòn trỏ, gối trỏ của Trương Cao Minh Phát từ võ sĩ nước chủ nhà. Liên tục là những cú gối chính xác của được cả hai võ sĩ đưa ra. Trương Cao Minh Phát đang chiếm lợi thế trong tình huống lên gối. Một tình huống xô Trương Cao Minh Phát về phía sau dây đài của võ sĩ người Campuchia. Trọng tài Trương Cao Minh Phát lại tiếp tục nhờ trọng tài kéo quần. Nhưng lần này trọng tài đã giao trọng trách kéo quần lại cho Nguyễn Trần Duy Nhất. Có vẻ chiếc quần tụt đang gây khó chịu cho Trương Cao Minh Phát. Việc kéo quần này cũng là lúc để cho Trương Cao Minh Phát nghỉ ngơi và bình tĩnh lại hơn khi tấn công võ sĩ Campuchia. Đúng là ngay lập tức Trương Cao Minh Phát được chịu một cú đấm bằng một cú chọn gối điều nghệ đến từ võ sĩ người Campuchia. Tiếp tục là những tình huống ôm kỳ, hai võ sĩ đang ôm kỳ. Trương Cao Minh Phát đang chiếm lợi thế trong tình huống bật xuống. Trọng tài đang phải can thiệp hai võ sĩ. Phần giáp của Trương Cao Minh Phát đã bị bung. Cả hai võ sĩ đã bị bung phần giáp và phải nhờ huấn luyện viên của mình buộc lại. Đồng cua của bạn Nguyễn Trần Duy Nhất đang buộc lại giáp cho Trương Cao Minh Phát và mong rằng năng lượng của Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ tiếp sức cho Trương Cao Minh Phát chiến thắng trong trận đấu đang vô cùng khó khăn này. Giáp đã được buộc chặt và hai võ sĩ tiếp tục quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai của mình. Tiếng nhạc lại đổ lên, pha bóng của Trương Cao Minh Phát. Hai võ sĩ đang không có sự thăm dò nào nữa và đang tấn công nhau dồn dập. Những cú đá trả đến từ cả hai võ sĩ. Cú đá của Minh Phát ngay lập tức võ sĩ Campuchia trả lại một cú đấm, lại ôm kỳ và lên gối. Hai võ sĩ lên tiếp tục nằm sàn. Những tình huống ôm kỳ giữa sân không có dây đài sẽ khiến hai võ sĩ phải ngã xuống sàn. Cú đá và phần giáp chính xác của Minh Phát, ngay lập tức võ sĩ Campuchia cũng đã trả lại bằng một cú đá trước sau vào vùng giáp của Minh Phát. Trận đấu hiệp đấu đang vô cùng cân bằng. Đạp của Minh Phát đấm vào gối của Minh Phát, ngay lập tức ôm kỳ và đòn gối đã lên lòi vào bên trong. Và lại một lần nữa võ sĩ Campuchia đè được Minh Phát xuống sàn. Minh Phát lại tiếp tục đứng dậy và chiến đấu, chỉnh đón đến từ trọng tài. Và hiệp đấu thứ hai kết thúc. Cuối cùng ở hạng cân 63kg giữa Trương Cao Minh Phát và võ sĩ Campuchia. Cú đấm
chính xác của võ sĩ người Campuchia. Những phát tăng lao và tấn công, hai võ sĩ ôm kỳ và chắc chắn là sẽ có lên gối rồi. Trong hai hiệp đấu thì võ sĩ Campuchia đều là người chiến thắng. Vào hiệp thi đấu thứ ba này, chúng ta hãy chờ đợi bất ngờ đến từ Trương Cao Vinh Phát, liệu có Tây Âu để giành được chiến thắng không. Tiếp tục là những cú đấm chính xác của võ sĩ người Campuchia. Những con gối đang được cả hai võ sĩ đưa ra và người đang chiếm lợi thế không ai khác chính là võ sĩ của nước chủ nhà. Cú đá chính xác vào vùng mặt của Trương Cao Vinh Phát. Thêm cú đấm chính xác của Trương Cao Vinh Phát. Võ sĩ Campuchia có những tình huống kê gối vào vùng bụng của Trương Cao Vinh Phát để võ sĩ Việt Nam phải giãn ra. Võ sĩ Campuchia đang thi đấu đúng đấu pháp và có những quy luật vô cùng hợp lý và thông minh. Cú đòn tay chính xác của Vinh Phát, Vinh Phát bắt được chân võ sĩ Campuchia. Những cú đá về phần giáp đang được các võ sĩ liên tục khai thác. Những cú đấm đang được hai võ sĩ đưa ra. Cú đấm của Trương Cao Vinh Phát, hai võ sĩ tiếp tục liên kỳ. Superman vào chính xác của Trương Cao Vinh Phát về phía võ sĩ Campuchia. Ngay lập tức võ sĩ nước chủ nhà đưa ra một cú đá vào vùng bụng của Vinh Phát. Cú đạp chuẩn xác của Vinh Phát. Những tình huống đấm body shot rất nhiều ngày của Vinh Phát. Võ sĩ Campuchia ngay lập tức kê gối để Vinh Phát này không thể tiếp tục được cú lý của mình. Sau hai hiệp thi đấu giành chiến thắng, võ sĩ Campuchia đang thi đấu vô cùng ấp trong dòng và chỉ muốn giữ điểm số cho mình. Tình huống gối được cả hai võ sĩ đưa ra thì ok. Cú đấm của Vinh Phát tiếp tục ôm ghi và lên gối. Vinh Phát lần này đã vận được võ sĩ nước chủ nhà xuống sàn. Cú đấm tay sau của Vinh Phát và một cú đấm tặng vào mặt của Vinh Phát đến từ võ sĩ nước chủ nhà. Một tình huống phản công vô cùng khéo léo của võ sĩ nước chủ nhà. Đến thời điểm này thì cơ hội dành cho Vinh Phát là không còn. Và ngay lúc này thì hồi chuông kết thúc của trận đấu đã vang lên. Và chúng ta phải chấp nhận thất bại thứ hai sau thất bại của Nguyễn Thành Trung ở ngày thi đấu hôm nay.